Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 792 ca tay chân miệng, 298 ca sốt xuất huyết. Tuy số ca mắc bệnh giảm, nhưng khi học sinh các cấp bắt đầu đi học lại, nhiều dịch bệnh có nguy cơ bùng phát. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, những ngày gần đây, bệnh đau mắt đỏ có dấu hiệu tăng. Hiện nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford để tìm và xác định tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ.